Chào các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng các anh chị em và các bạn quay trở lại với kênh Mai O'Donnell. Hôm nay mọi người đi cùng mình đi xung quanh khu nhà mình nhé. Hôm nay mình dự định đi lên trung tâm, mạn London Bridge. Đây là đường từ nhà mình ra ga tàu. Từ nhà mình ra ga gần nhất thì khoảng 15 đến 20 phút đi bộ. Đi nhanh thì 15 phút, mà đi chậm vừa ngắm cảnh thì khoảng 20 phút. Con đường này giống như là đường nội khu, rất là an toàn. Nhà mình thì gần một cái công viên nhỏ xinh, nhưng mà cũng vừa đủ để đi tập thể dục này, ngắm cảnh mùa hoa anh đào, có cả một cái hồ nhỏ nhỏ ngắm vịt và thiên nga nữa. Gần khu này có một trường tư khá là nổi tiếng. Khu cư dân an toàn, phần lớn là các gia đình, nên nhiều nhà chuyển về khu này để mục đích là cho con học ở cái trường tư đó. Các nhà ở đây phần lớn là semi-detached, tức là có một bức tường chung với nhà khác, hoặc là nhà detached, tức là nhà độc lập, hai tường riêng. Tất nhiên là nhà detached sẽ đắt hơn so với nhà semi-detached rồi. Ở Anh khi tính tới giá nhà thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thường khi tính hay căn cứ là nhà ở khu nào, mấy phòng ngủ, có vườn rộng hay không, có gần trường, gần ga, hay là hướng nhà thế nào, hướng vườn thế nào. Khu nhà mình thì khá được ưa chuộng vì là cũng không có nhiều nhà bán đâu, mọi người toàn ở đây rất là lâu. Như là hàng xóm nhà mình có nhà ở đấy 30 năm, 50 năm, nhà ở bên cạnh khác thì ở khoảng tầm 15 năm. Khu này đường vắng, vỉa hè cũng rộng, nên là nhiều xe hay tập lái trong khu nhà mình lắm. Khi đi bộ thì mình rất là thích ngắm các cái vườn trước nhà. Vào mùa hè, nhiều gia đình họ chăm chút cho khu vườn này rất là đẹp. Vừa đi bộ, ra ga, vừa ngắm rất là đã mắt luôn. Và bây giờ mình đã lên tới ga London Bridge rồi. Đây là ngay bên ngoài ga mọi người ạ. London Bridge là một ga rất là lớn. Từ cái ga này là đi đến được khắp nơi. Bây giờ mình sẽ đi vào khu Hayes Galleria nhé. Khu này là một khu tổ hợp có nhiều quán cà phê và nhà hàng sát dọc bờ sông Thames. Đây là địa điểm mình rất hay hẹn hò với mọi người vì gần ga này, rất là tiện lợi. Bến tàu London Bridge thì có cả tàu nổi và tàu ngầm nữa. Từ nhà mình lên đây có khoảng 3 ga, tức là khoảng 20 phút thôi. Mọi người cùng mình đi vào bên trong nha. Đi vào trong thấy bất ngờ chưa ạ? Tưởng là trong nhà nhưng mà hóa ra là một không gian mở ngoài trời đúng không nào? Có cụ cà phê này, quán ăn rất là đông vui tấp nập. Nếu mọi người ghé London thì nhất định ghé khu này nhé. Từ cầu tháp ra đây rất là gần. Vào đến tới đây thì mặc dù là ở ngoài trời nhưng mà có cảm giác như ở trong nhà vậy nhỉ.
Bây giờ mùa thu nên là hàng quán trang trí theo phong cách mùa thu lá đỏ rất dễ thương đúng không mọi người? Và đây rồi, nhà hàng Pháp Côté mà mình hẹn bạn ở đây. Nhà hàng có khu vực ngồi bên ngoài và mùa hè thì thường kín chỗ vì view quá đẹp, nhìn ra sông và cầu tháp. Không gian ở bên trong nhà hàng ấm áp và dễ chịu lắm, cũng không quá sang chảnh nhưng mà rất là lịch sự, phù hợp với gặp gỡ, hẹn hò bạn bè hoặc là đi ăn cùng gia đình. View ở đây ra các tòa nhà nổi tiếng như là tòa nhà có tên Walkie Talkie vì giống hình cái bộ đàm. Trên tầng cao nhất của tòa nhà này có Sky Garden, tức là vườn trên cao, mọi người có thể book miễn phí nhé. Đi dọc bờ sông có nhiều hàng quán ngắm cảnh rất là thích, nhất là vào mùa hè. Hồi xưa học tiếng Anh hay nhắc đến sông Thames thì giờ mình được ngắm nó suốt mọi người ạ. Giờ mình đi về phía cầu tháp nhé. Cầu tháp là biểu tượng của London rồi, ai tới London cũng phải ghé qua đây hết. Tới đây thấy đông khách du lịch mọi người nhỉ. Thường ít người vào khu High Gallery hơn mà tập trung ở khu cầu tháp để chụp hình. Khu này mình rất là thích vì cũng gần nhà, lần nào tới mình cũng chụp hình nên có nhiều người tưởng mình là khách du lịch, còn hỏi mình có cần chụp không để họ chụp hộ cho nữa.
khu màu nâu kia là tháp London rất nổi tiếng, mình cũng chưa vào bên trong, nhưng đây là một di tích lịch sử rất đáng để tham quan mọi người ạ. Đây, đúng lúc này cầu nâng lên để thuyền đi qua, rất thú vị. Mình cũng không biết mấy giờ cầu nâng lên, nhưng hôm nay tình cờ đi qua lại bắt gặp. Mọi người đều đứng lại xem và chụp hình. Đây là chỗ mình rất là thích đứng để ngắm cầu tháp. Vừa đỡ đông người mà lại được ngắm cầu ở khoảng cách gần. Cuộc sống ở London khá sôi động, lúc nào cũng đông vui. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới du lịch nên không bao giờ mình thấy lạc lõng khi ở London cả. Xa xa kia là tòa nhà The Shark, hình chóp, rất là nổi tiếng. Trước kia, đây là biểu tượng của London, được coi là tòa nhà cao nhất, nhưng mà giờ còn nhiều tòa nhà cao hơn, nhưng vẫn được là nơi mà mọi người tới để hưởng thức view toàn bộ London đấy. Giờ hãy cùng mình đi thăm King's College nhé. Đây là trường đại học rất nổi tiếng, top 5 ở UK đấy. Trường có nhiều campus khác nhau. Hôm nay chúng ta đi thăm campus ở London Bridge. Cách ga London Bridge có khoảng 2 phút đi bộ thôi, rất là tiện lợi. Tòa nhà cổ kính nằm giữa nhiều tòa nhà hiện đại ở khu London Bridge. Bên trong có quán cà phê cho sinh viên, rồi có cả một cái khu vườn nhỏ xinh nữa. Nói chung là trường ở trung tâm thành phố nên không thể nào rộng như những trường ở ngoại ô, nhưng mà mình rất là thích phong cách kiến trúc cổ kính ở đây. Hy vọng các bạn thích chuyến đi chơi một ngày lên trung tâm London của mình. Nếu các bạn yêu thích, mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn đi những nơi khác ở London nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.